Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ anh chị sẽ rất là phân vân trong cái việc là đặt lệnh đầu tư chứng khoán bởi vì nó có quá nhiều các lệnh đúng không ạ? Tôi đang chia sẻ ở trên cái màn hình đầu tư chứng khoán tại công ty chứng khoán Techcom Security TC Invest. Để đầu tư được ở đây thì anh chị còn có mở một cái tài khoản và hoàn toàn là miễn phí. Anh chị có thể xem ở cái phần mô tả hoặc là phần bình luận tôi có để cái link đặt mở cái tài khoản online miễn phí nhé. Trước hết thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị rõ hơn về các cái loại lệnh đầu tư chứng khoán tại Techcom Security. Thì anh chị hiện tại thấy có lệnh thường này, lệnh sell này, lệnh thỏa thuận này, lệnh chờ, lệnh nhóm và lệnh điều kiện. Thế thì trong 6 cái loại lệnh này thì chúng ta sẽ quan tâm cái lệnh nào? Để trong cái khuôn khổ video này thì tôi sẽ chia sẻ rõ với anh chị là anh chị nên quan tâm các cái lệnh nào. Thứ nhất là chúng ta sẽ nên quan tâm đầu tiên là lệnh thường. Thứ hai đó là lệnh chờ, thứ ba là lệnh nhóm và thứ tư là lệnh điều kiện. Còn lệnh sell và lệnh thỏa thuận thì chúng ta sẽ ít gặp phải bởi vì hầu hết trong cái video này tôi chia sẻ đều là các nhà đầu tư thông thường thôi. Ví dụ như là chúng ta đầu tư lệnh sell thì chúng ta phải có những cái giao dịch mà nó rất nhiều các cái mã chứng khoán. Đấy, rất nhiều các mã chứng khoán. Thì chúng ta mới nhập vào cái file Excel này. Và cái việc nhập vào cái file Excel này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đây, tôi tải một cái file Excel cho anh chị xem. Nó nằm ở ngay đây anh chị này. Ví dụ như anh chị đặt một lúc hàng chục mã cơ, thì anh chị mới dùng cái file Excel này xong anh chị tải lên để đầu tư cho nó nhanh. Ví dụ hoặc là anh chị chuẩn bị từ hôm trước rồi, anh chị đặt lệnh. Đó, thì sẽ dùng cái lệnh này. Thường thì các công ty quỹ họ hay làm là nhiều hơn. Đối với cái lệnh thỏa thuận này này, thì như thế nào? Cái lệnh này thì là lệnh chỉ áp dụng đối với các cái tài khoản lớn thôi, big boy thôi, hàng trăm, hàng nghìn tỷ thì họ đầu tư và họ tự thỏa thuận giá và số lượng cổ phiếu với nhau chứ họ không giao dịch mua bán ở trên thị trường khớp lệnh liên tục. Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ chi tiết cho các anh chị các cái loại lệnh mà chúng ta hay dùng anh chị nhé. Đầu tiên đó là lệnh thường. Đây là lệnh mà thường dùng nhất là chúng ta dùng đúng không ạ? Thế thì cái lệnh thường này thì nó chỉ có đơn giản là gì? Chúng ta nhập mã cổ phiếu và chúng ta nhập khối lượng và nhập giá. Sau đó thì chúng ta đặt mua hay đặt bán. Thì trong cái phiên này thì nó khớp lệnh theo đúng cái giá mà chúng ta đặt là chỉ trong phiên thôi. Đó. Anh chị lưu ý là ở đây chúng ta có nên chọn là tiểu khoản thường hay tiểu khoản ký quỹ. Thường tức là chúng ta dùng tiền vốn tự có của chúng ta, còn tài khoản ký quỹ là chúng ta dùng cả tiền vay, tiền margin nhé. Đó. Khi đặt cái lệnh thường thì anh chị lưu ý là cái giá đặt ý, là phải đặt trong cái ngày hôm nay, tức là cái ngày giao dịch. Tôi ví dụ như là mình chọn cổ phiếu Techcombank nhé. Đó. Thế thì cái giá đặt thì anh chị phải đặt nó nằm trong cái biên độ là gì? Giá trần và giá sàn đây này. Đấy, thì mình mới đặt được. Còn đặt ngoài cái này nó không đặt được đâu. Ví dụ tôi đặt 100 này và đặt với giá là gì? 36. Thì chúng ta mới đặt mua hoặc đặt bán ở đây được. Đấy. Thì đây chính là một cái điểm mà khác biệt. Đấy chính là chúng ta dùng lệnh thường này chỉ dùng trong ngày thôi. Và giá sẽ là trong cái biên độ là giá trần và giá sàn anh chị nhá. Đến cái lệnh thứ hai đó chính là lệnh chờ. Lệnh này khá hay. Lệnh chờ dùng để làm gì? Lệnh chờ dùng để chúng ta đặt mua một cái mã cổ phiếu với cái giá mà chúng ta mong muốn. Thế thì cái lệnh chờ này nó có đặc điểm rất hay, đó chính là nó sẽ chờ cho bạn trong vòng một tháng, tức là 30 ngày. Đấy. Tôi ví dụ như tôi sẽ đặt lệnh chờ mua cổ phiếu Techcombank nhé, với cái giá là bao nhiêu? 24 đi, đúng không ạ? Và với số lượng là 100 đi. Chờ từ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 đến mùng 8 tháng 3 năm 2021 nhé. Lưu ý là cái ngày bắt đầu ấy, thì luôn phải lớn hơn cái ngày hiện tại. Ví dụ hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 thì tôi sẽ đặt là ngày mùng 8 tháng 2. Đó. Tôi đặt mua này. Xác nhận này. Đó. Anh chị sẽ refresh lại thì sẽ nhìn thấy lệnh luôn này. Anh chị thấy không? Tôi vừa mới đặt một cái lệnh mua với giá 24 này. Đấy, số lượng là 100 vào từ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 đến mùng 8 tháng 3 năm 2021. Đấy, chúng ta đặt một cái lệnh chờ như vậy.
Chúng ta sẽ đến một cái loại lệnh nữa là lệnh nhóm. Cái loại lệnh này thì thực ra là cũng ít dùng thôi anh chị và các bạn ạ. Bản chất của cái lệnh nhóm này là chúng ta mua một cổ phiếu với nhiều các cái mức giá khác nhau và nhiều các cái khối lượng khác nhau. Hoặc là chúng ta bán với nhiều mức giá hoặc bán với nhiều cái khối lượng khác nhau với cùng một cổ phiếu. Thì tôi ví dụ như chúng ta mua cổ phiếu Techcombank nhé. Giá ban đầu tôi đặt là 35 và khối lượng ban đầu tôi đặt là 100. Hiện tại với cả số lượng thì tôi không đủ tiền. Thì cái số lượng lệnh đặt này thì tôi sẽ đặt là tối đa là 10 lệnh chẳng hạn. Tôi muốn mua 10 lần. Thì cái bước giá thì khi mua thì thường là giá sẽ giảm. Tôi ví dụ nó cứ giảm 1.000 thì tôi sẽ mua. Và cái khối lượng thì tôi có thể mua tăng hoặc là tôi có thể bằng 0. Ví dụ như tôi có thể đặt là khối lượng là 100. Đó. Thì có thể thăng lên như thế. Và nó phải là bội số của 100 anh chị và các bạn nhé. Ví dụ như tôi không thì tôi để 0 thôi. Đấy. Thì ví dụ như giá cứ giảm 10 giá cứ giảm 1.000 đồng thì là tôi sẽ mua. Thì tôi sẽ đặt thế này thôi. Ngược lại thì ví dụ như tôi muốn bán. Tôi muốn bán cổ phiếu Techcombank nhé. Đấy, giá ban đầu ví dụ như tôi đặt là 36 nhé. Khối lượng thì tôi đặt là tôi có 200 này, ví dụ thế. Đúng không? Bây giờ cái số lượng lệnh đặt thì tôi có thể đặt 5 lệnh hay là 10 lệnh đều được. Thì bán thì cứ giá tăng người ta bán thôi. Thế tôi để bước giá là 3. Tức là ví dụ lên giá 39 thì tôi mới bán, đúng không ạ? Khối lượng thì tôi sẽ bán tăng dần lên. Hoặc là tôi để không, để chống được, mà tôi đặt như vậy thôi. Nó khá là đơn giản. Và cái lệnh này thì nói chung là cũng hơi phức tạp. Nên là thường thì ít khi mọi người sẽ đặt. Nhưng mà nhiều người thì muốn bán ở nhiều các mức giá khác nhau ấy. Và muốn không muốn ngó thị trường ấy. Thì mọi người sẽ đặt như thế này. Lệnh điều kiện này có thể hiểu là lệnh stop loss, chặn lỗ hoặc là lệnh chốt lời. Tôi ví dụ như là cổ phiếu Techcombank. Bây giờ tôi muốn bán đi. Đúng không ạ? Tôi muốn bán 200 với cái giá là 20 đi. Thế hiện tại giờ trên thị trường nó đang giá là 36 đúng không? 36. Thế thì tôi muốn chặn lỗ. Đấy, trong cái tháng này tôi muốn chặn lỗ. Thì tôi sẽ đặt được cái giá 20 với khối lượng 200. Đấy. Và khi thị trường thị giá này này nó xuống dưới 20 chẳng hạn thì tôi sẽ bán. Hoặc là tôi có thể bán với giá thị trường luôn này, tôi đặt lệnh MP này. MP là tôi sẽ chủ động tôi bán giá theo giá thị trường. Còn dùng lệnh LO là chúng ta sẽ là lệnh mà tôi sẽ nhập giá. Đấy. Ví dụ tôi vừa nhập giá 20 cho anh chị xem đấy. Thì tốt nhất là chúng ta nên dùng lệnh thị trường để chúng ta chặn lỗ. Đó, khi thị giá về 20 thì chúng ta chặn. Còn rất nhiều các loại điều kiện khác nhưng mà tôi nghĩ là nó khá phức tạp. Chúng ta cần đơn giản nhất là dùng giá thôi. Giá nhỏ hơn 20 là chúng ta sẽ bán. Đúng không ạ? Tôi ví dụ đặt luôn lệnh điều kiện này. Ok, đã đặt lệnh thành công rồi đấy ạ. Như này tôi sẽ chặn lỗ ở mức giá 20. Tức là thị trường mà về 20 thì tôi sẽ tự động bán. Đấy, anh chị có thể thấy là cái lệnh chờ kích hoạt của tôi đây là lệnh điều kiện đấy. Đó. Thì nó cũng khá là dễ như thế thôi. Nếu mà anh chị mà muốn mua thì sao? Đúng không ạ? Dùng lệnh điều kiện để muốn mua. Ví dụ như mình muốn mua cổ phiếu Techcombank với cái giá thật rẻ. Thật rẻ thôi. Đúng không ạ? Tôi ví dụ như là thị giá mà anh chị muốn là thị giá của nó về dưới 20 chẳng hạn. À, anh chị đánh giá là cái cổ phiếu này dưới 20 thì mua được. Đúng không ạ? Đây dùng lệnh mua. Và anh chị muốn mua khoảng 100 chẳng hạn. Và giá đặt nó sẽ là giá LO, lệnh LO là giá mà anh chị muốn. Còn nếu không thì anh chị đặt giá thị trường, mà tôi nghĩ nên đặt giá thị trường cho nó nhanh, đúng không ạ? Cứ về dưới 20 là mua. Trong khoảng thời gian đặt lệnh là 1 tháng. Đấy, tôi ví dụ tôi đặt lệnh nhá. Ok, như vậy tôi đặt lệnh thành công rồi. Và anh chị sẽ thấy đúng không ạ? Đây tôi có một cái lệnh mua đây và tôi có một cái lệnh bán. Nếu chúng ta muốn hủy thì chúng ta vào cái phần ba chấm này chúng ta hủy lệnh thôi. Nó khá là dễ dàng, mua và bán theo cái lệnh của mình và đặt. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với anh chị và các bạn bốn cái loại lệnh và tôi nhấn mạnh lại cho các anh chị rằng với các cái nhà đầu tư cá nhân thông thường thì sẽ chỉ dùng lệnh thường, lệnh chờ, lệnh nhóm và lệnh điều kiện. Và tôi khuyên anh chị và các bạn nên lưu ý đến lệnh thường, lệnh chờ và lệnh điều kiện. Nếu mà chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta dùng lệnh chờ, chúng ta đặt lệnh từ hôm trước. Đó. Tôi thì sẽ thường dùng lệnh thường và lệnh điều kiện là chính.
Còn lệnh chờ thì cũng ít, bởi vì là một tháng tôi cứ tích lũy tiền đấy, cứ ngày nào tôi mua thì tôi sẽ đặt lệnh thường luôn, đó dễ ạ. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn bốn cái loại lệnh cơ bản về đầu tư cổ phiếu, và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các anh chị trước khi mà tham gia giao dịch cổ phiếu. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube và kênh blog tiền của tôi.